Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên trên 14.000 km², lớn thứ ba cả nước, trong đó có 350.000 hecta đất làm nông nghiệp, đa phần màu mỡ, đã giúp tỉnh Sơn La vừa phát triển các loại cây trồng có giá trị cao theo hướng quy mô tập trung lớn, vừa phát triển đa dạng những sản phẩm nông sản của vùng miền trong tỉnh. Đến nay, các sản phẩm của tỉnh như rau, củ an toàn, xoài, chanh leo, nhãn, bơ đã được nhiều người tiêu dùng trong nước và ngoài nước biết đến. Nhờ việc tích cực tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông sản theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp, xây dựng thương hiệu nông sản tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại xuất khẩu. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 33 doanh nghiệp, cơ sở, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu với sản lượng trên 100.000 tấn một năm. Diện tích cây ăn quả từ 43.500 ha thì năm 2018 đã tăng lên 57.500 ha. Tổng giá trị xuất khẩu nông sản năm 2018 đã đạt gần 113 triệu đô la Mỹ, tăng 70% so với năm 2017, vượt 43% kế hoạch với các sản phẩm chính gồm xoài, nhãn, chanh leo, mận hậu, thanh long ruột đỏ, chuối vân vân, xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, UAE, Thụy Sĩ, vân vân. Năm 2018 thì đã tham gia xuất khẩu được 12 cái thị trường và 16 cái mặt hàng nông sản của Sơn La đi các cái thị trường, kể cả những thị trường như ở Mỹ, rồi Đức, rồi là Úc. Thế và năm nay thì hướng của tỉnh Sơn La sẽ phát triển thêm những cái thị trường mới, ví dụ Liên bang Nga, rồi là Liên minh và một số nước khác ở khu vực ASEAN. Trên đà phát triển năm 2019, Sơn La phấn đấu mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt gần 142 triệu đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu trên, Sơn La đã từng bước xây dựng vùng nguyên liệu tập trung để đáp ứng chất lượng và số lượng nhu cầu thị trường, phát triển diện tích cây ăn quả lên trên 80.000 ha, gắn với xây dựng mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu, xây dựng mỗi huyện, mỗi sản phẩm nông sản có một doanh nghiệp, hợp tác xã đóng vai trò là đơn vị thu gom chuyên nghiệp để hình thành liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phương hướng tới thì chúng tôi cũng như Liên hiệp nông sản của Sơn La, như hợp tác xã Anh Thịnh cũng sẽ hướng tới là đưa các sản phẩm như xuất khẩu cũng như các cái sản phẩm khác, chúng tôi cũng cố gắng làm sao là hướng cho các hợp tác xã và các bà con là trồng theo tiêu chuẩn, rồi cũng hướng theo như trồng những sản phẩm cho chúng tôi, đơn đặt hàng của chúng tôi cũng như của siêu thị họ đặt hàng. Công ty chúng tôi đã xây dựng được nhà máy tại địa bàn huyện Mộc Châu với công suất là 120 tấn quả trên ngày và sẽ đi vào hoạt động trong quý 2 năm 2019. Nhà máy chính là bước đệm để công ty có thể phát triển vùng trồng đạt đúng theo quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Hiện tại thì công ty cũng là đơn vị duy nhất trên địa bàn thực hiện theo chuỗi liên kết 4 nhà. Có nghĩa là công ty sẽ thực hiện từ cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật cho đến bao tiêu, thu mua sản phẩm và thực hiện sản xuất chế biến trên địa bàn. Và đó chính là những cái bước để tạo niềm tin cho người dân ở trên địa bàn. Sản lượng nông sản ở tỉnh dự kiến sẽ rất lớn. Lãnh đạo tỉnh Sơn La sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp trong chính sách thu mua, chế biến và xuất khẩu nông sản theo quy định, tập trung đôn đốc giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng thu hút các nhà máy chế biến nông sản. Sơn La trong thời gian tới đang tập trung cao vào một số cái giải pháp cụ thể như sau. Cái thứ nhất là phải thực hiện tốt cái đầu tư cái vùng nguyên liệu đáp ứng cái yêu cầu của thị trường và xuất khẩu. Cái thứ hai là tiếp tục nghiên cứu mở rộng các cái thị trường, đặc biệt là các cái thị trường trong nước nhưng mà đối với các cái tỉnh ở phía Nam. Thứ ba là đối với lại thị trường xuất khẩu thì tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại thông qua các cái cơ quan tham tán thương mại, thông qua các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Sơn La đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, có nhiều thay đổi về sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chú trọng xây dựng thương hiệu, triển khai chương trình kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất và xây dựng các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, vân vân. Những sản phẩm nông sản của Sơn La đã xuất khẩu tới những thị trường khó tính, là minh chứng cho một hướng đi đúng và sản xuất nông nghiệp vẫn đang phát huy vai trò đầu tàu, cho thấy những tín hiệu tích cực của một nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.